có qua lợi trai gái gì đó. Dạ. Rồi tưởng què, ai nghe ai ngờ cái cô đó cũng tự bố buồn, tự giận, tự chết. Vậy mà mấy chục năm theo mấy chục năm theo mà nó bắt nhỏ đi bo bo ra biển đi hốt luôn, bay xuống tầm mấy ngày nó giết chết mình. Yeah. Nhớ người đó. À, thì là ông ba vẫn bây giờ đang tìm người đang tìm nhờ cái... đó là tìm tôi mới đi được mười mấy ký. Dạ. Vậy giờ tôi đang nhờ nó mướn nó đưa chồng á, nó tìm những cái đó là của thiên nhiên tự nhiên nó chắc. Dạ, ăn thôi. Dạ. Được bao nhiêu tiền nó bán bao nhiêu mình mua lại. Thì cái thảo dược đó là chuyên trị ung thư phải không ba? Để ngừa chặn ung thư. Ngừa chặn. Coi như là bị bệnh rồi ung thư được. Chạy được luôn rồi ngừa chặn được không? Hay quá. Tất cả loại ung thư luôn hết vậy ba. Thông báo tìm người thân. Cô là Hồ Thiệp Hính, người Khmer ở đảo Chuchanwa. Ba là Hồ Nga, má là Hồ Trung Bảo. Tìm em trai là Hồ Chí Mạnh, sinh năm 1947, tuổi Hợi. Và cháu gái là Hồ Phùng Kiếu, sinh năm 1961, tuổi Sửu. Bị mất tích từ năm 1975. Nếu nhận được thông báo này hoặc cô chú, anh chị và quý vị cộng đồng xin liên hệ 0979 941454. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. À, nấm linh chi hả? Nấm linh chi mà cái đó là mình tìm ở trong rừng hả không? Cái đó là của thiên nhiên. Dạ. Thì thứ đó là một bẹ nấm từ 10 năm trên 10 năm. Dạ. Chứ không phải là nấm ở ngoài tiệm nó bán là mấy triệu ký lô đó là nấm nuôi. À. Họ trồng. Cây nấm đó là cái tuổi thọ của cây nấm đó là bao lâu ông? Ở mười mấy năm một miếng một bẹ nấm nó bự gì nè cưng. Dạ, sao tuổi thọ cao dữ vậy ta, cây nấm nó tuổi thọ cao dữ. Tôi muốn người ta trên miên mà. Dạ. Mấy người miên ở trong rừng đó là cái khu vực của nó. Người mình vô không dễ dầu gì lỡ nó nó người dân đó nó giết chết mình. Dạ. Muốn người đó. À. Vậy là ông ba vẫn giờ đang điều người đang tìm cái... Nhờ đó là tìm tôi mới đi được mười mấy ký. Dạ. Vậy giờ tôi đang nhờ nó mướn nó vô cổng á, nó tìm những cái đó là của thiên nhiên tự nhiên nó chắc. Dạ. Ăn thì ông ba ở đây có cái miếng nào con muốn coi cái đó nó ra sao. Coi lâm lâm cái bịch nấm linh chi bờ bịch đó còn lợn bịch nó nằm chỗ nào à. Em mượn em coi một cây. Có đó nguyên bẻ bự cưng. Dạ, giờ dạ. Chặt dạt ra rồi. Coi, coi trong góc nào đó còn bọc á, cô đem đi xây hết 8 ký. Dạ. Rồi cái đó thì ông ba thuê người đi tìm hay là ông ba mua? Cho nhờ người quen. Dạ. Vừa lên chảnh mướn dân miên của nó đó. Dạ. Đi vô chẩm tìm. Dạ. Được bao nhiêu tiền nó bán bao nhiêu mình mua lại bao nhiêu. Thì cái thảo dược đó là chuyên trị ung thư hả ông ba? Để ngừa chặn ung thư. Ngừa chặn. Coi như là bị bệnh rồi ung thư được. Chạy được luôn rồi ngừa chặn được luôn. Hay quá. Tất cả loại ung thư luôn hết vậy ông ba? Rồi cái đó mà những cái khối u á. Dạ. Đau vú hay là hoặc những u đó mài. Mài nó ra rồi cái bắt trên cái mẻ ấy nóng nóng cái chế chút xíu. Dạ. Giấm. Rồi cho em mượn một cây ha. Cái đó là nguyên bẻ bự đó mình dạt nó nào nó dúng quá thì coi. À, nó chặt ra nhiều lúc mình không có nhìn thấy đâu biết được. Nó nguyên bẻ bự, nguyên cái bẻ lớn như mười mấy năm nữa mà. Tôi đây, cái này nấm đó, cái này mười mấy năm á, bẻ nấm bự á, cái này mài đã. Đây là cái nấm quý vị, đây là một cái phần bể của cây nấm. Là cái này dạt ra hết rồi đó, em chặt ra đặng mà đặng mà giò viên á, quần thành viên á. Bây giờ tôi đang đưa ra tiệm hết 8 kg để mài á. Dạ. Đặng quần thành viên nhỏ nhỏ vậy nè để mình. Cây nấm này là đã khô lại hả ông ba? Nó nấm nó ấy rồi nó khô nguyên bẹ bự gì nè, nguyên miếng bự gì mười mấy năm. Thì cái bẹ này là bẹ này là chắc mười mấy năm hả ông ba? Không. Rồi tôi đem đi xay hết 8 ký rồi. Giống như là một cái cây mục quý vị, nhưng mà đã tuổi thọ là đã mười mấy năm rồi đó. Cái này mài á, nó như nó nổ u nè hê á, em mài lấy cái miệng cạp á, em mài lấy vừa xong cái bắt cái lửa than lửa lên nãy nóng 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 cái chén xuống chiên giấm hòa cho nó đều cái phết
vết lên vầy, rồi từ từ cái đến cái mục á, nó tan là nó chắc ăn. Còn ở trong á thì mình tôi vô đưa vô tiệm rồi để cho nó mài nó quần thường viên, nó xây quần thường viên mình cho viên nó nhỏ nhỏ nhỉ. Bây giờ tôi đang mướn người ở trển đi đi tìm thêm cho tôi. Trời ơi, công việc của ông ba cực. Cái ông bào chế này ông thấy có cực không? Cực thì cũng không cực gì em ơi, mà giờ mình làm thì chấp nhận làm, có cực thì cũng phải chịu thôi chứ. Mới đi làm cho một mấy chục ký lô thuốc đó, thuốc khớp á. Dạ. Mới làm mấy chục ký lô thuốc á. Giờ mới về đó là vừa gần nửa đường đó là em điện đó, em xuống đó. Dạ. Cái này mới làm đó là mới là chế thêm thuốc có thêm đó, mấy chục ký lô nữa. Mấy loại đó cho đặc biệt nữa. Mơ mốt thì em đi á, ví dụ như anh chị cô bác già cả cần cái gì đó. Dạ. Thì em coi, một là em chỉ, hai là em lấy một mới đem theo để dình phải cái nằm cho anh ta mình. Dạ được đó, được đó. Thì nếu ông ba lên tiếng như vậy thì cho con một mới đi, cái con mới là mà con cho. Ví dụ như được. Trước nhất là mấy người mà những đau lớn tuổi, đau nhức khớp á, dạ, dây thần kinh tọa đó em lấy theo, vừa làm vừa giúp cho anh ta. Dạ vậy ha. Cái trời này là mình quá. Đi tứ xứ nó là bây giờ nó đều hết rồi. Dạ. À, người ta cần biết rồi, với hai nữa nói vậy cái là người ta mình cho tận tay người ta nó còn mừng nữa. Em cứ việc ấy, tôi không có nè, lấy thêm một bịch thuốc vừa uống thêm cô mới cho nó ấy, cho ông bái bấm nguyệt không lần 5 viên nha, uống sáng chiều đó. Em đi ví dụ ấy đó thì em ghé cứ việc nhận. Bữa đó tôi điện cho thằng em cái gì Hưng An Giang á. Dạ. Máy gieo mà nó không bắt máy. À, tôi nói em có sẵn lên thành phố anh đặng mà tôi dặn ghé để mà có điều kiện đi á thì đem thuốc nhức khớp đồ này kia kia nọ, cái gặp tới đâu mình giúp cho cô bác già cả tới đó. Quý quá, mà con gặp không rất được. Nhiều luôn, con gặp nhiều kinh luôn. Con để con hồi con mở cho ông ba con nhiều lắm. Không thì em cứ việc lấy ấy rồi đem đi giúp cho anh ta, cái đó là cái gì chứ thấy tiền thấy bạc chẳng bằng mà người đau thấy thuốc thánh thần phước ban. Cứ việc làm tôi không ngại đâu. Dạ. Đó, thuốc này đó là nó chạy như tâm tư luôn á. Dạ. À, nhức khớp cái này là chiên nhức khớp ha. Cái đó là hay chạy thì lắm. Ông ba là phân ra là cái bịch này là chiên nhức khớp thần kinh, rồi cái bịch mà chiên trị ung bú là khác nữa quý vị, đúng không ông ba? Đủ thứ hết, nó nhiều loại lắm. Rồi. Ví dụ như ấy gì đó em ấy điều cái giờ em lấy của đi thì đặng em phát em giúp giùm cho anh ta. Rồi vậy hả ông ba? Dạ. Đâu giúp cho anh ta cái đó. Thì kính thưa quý vị, thì ông ba phát cho Thượng Phạm một mớ thuốc này, thì tất cả quý vị nào mà trong kênh Thượng Phạm mà Thượng Phạm tới á thì nếu mà có cái căn bệnh giống á thì Thượng Phạm sẽ phát cho quý vị nha. Đau nhức khớp dây thần kinh tọa vô bọc. Đây là đau nhức thần kinh tọa khớp quý vị. Ai chân tay đồ đó cứ việc cũng được hết. Dạ, cho em. Dạ. Rồi ông ba để cho con 2 bọc, một bọc ung bú nữa ông ba. Để ha. Thì mỗi một người làm mình phát là khoảng một bịch này không ba? Một gói này là 10 ngày. À, một bịch này là 10 gói nhỏ. Dạ. Là 10 ngày một người. Một bịch vậy á. Một ngày là người ta uống trong này có công dụng cho không ba? Dạ rồi con hiểu rồi. Bịch nhỏ như nè. Dạ rồi. À, là lần uống 5 viên. Dạ dạ. Tối sớm vậy đó. Dạ. Lấy thêm cái bọc nữa đi cưng, lấy thuốc u sơ. Cái này là chiên gì? Cái này nè là thuốc này là u sơ. Dạ. U sơ lở lét ở trong nội tạng á. Dạ. Hay là hoặc ung thư tử cung cũng được, mà uống cái này á là phải có thuốc ấy nữa thì nó nhanh, còn uống không thì nó chậm. Nó ấy được. Dạ. Thì mà nó chậm, còn có thuốc sức thuốc xanh nữa thì càng tốt. Dạ. Một lần 15 viên uống sáng chiều. Dạ. Còn cái này dặn người ta đó, sổ mũi hay là nghẹt mũi viêm á thì uống một bịch một thấy êm
rồi thôi. Đó, dù bữa nào khi mà nó ngột ngột nó muốn ấy như ấy nữa đó thì uống thôi, chứ đừng uống liên tục với từng thuốc nó làm. Dạ. Cái này là uống viêm son là uống chỉ một lần. Kính thưa tất cả quý ông bà cô chú anh chị và tất cả quý vị đang xem kênh YouTube, thì Thượng Phạm cũng xin được khép video lại tới đây. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị trong clip sau. Thì bây giờ Thượng Phạm xin chào và hẹn gặp lại. Ông ba ơi, con kiếu ông ba về ha. Dạ. Chào em nha. Dạ con. Rồi giờ cũng cầu chúc em đi cho được nhiều điều may mắn, giúp đỡ cho đời. Để cho có cái mà công quả có niềm vui, đi tới nơi về tới chốn, vững vàng tự như ý. Trời nha. Ơi quý quá, quý là chúc ba quá. Thì hôm nay Thượng Phạm cũng nhận được một số thuốc của ông ba điều chế rất là hay. Thượng Phạm sẽ đi đến những cái hoàn cảnh mà khó khăn mà cần dùng những cái loại thuốc của ông ba, thì Thượng Phạm sẽ phát cho từng gia đình. Thì bây giờ Thượng Phạm xin chào và hẹn gặp lại. Con xin được phép bắt lại ông ba ha. Dạ. Chúc rồi. Em vui vẻ ha. Dạ. Rồi. Thông báo cô Tam ở Úc tìm người thân, tìm hai chị gái đó là Đoàn Thị Thu Thủy sinh năm 1960 và Đoàn Thị Phương Dung sinh năm 1966, bị thất lạc với gia đình từ năm 1980. Nếu hai cô nhận được thông báo này hoặc ai biết, xin chỉ dùm cô Tam để được kết nối với hai cô. Xin liên hệ 0979 941454. Rất chân thành cảm ơn.